hổm rày dì Tám đi đâu rồi má? Cũng lòng vòng đây, hay quanh quẩn ở bè cá. Dì Tám á, càng ngày khùng quá má. Như, con không được hổm mà nha. Dù sao dì Tám cũng là chị của má. Bởi vậy, không là gì chị của má thì... Con này. Chị hai, mai tôi có đám cưới nhỏ bạn, chị cho tôi mượn cái lắc, anh hai mua ở xin cho chị nha. Ờ, cái đó... Sao? Chị không muốn cho tôi mượn chứ gì? Như à, con phải học người ta chứ. Cái gì là của mình, phải cất riêng cho mình. Má nhắc con mới nhớ, con phải cẩn thận mới được. Chỉ cần đụng tới cái móng tay của chị thôi là anh hai về sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi. Con sợ lắm. Không có vậy đâu cô Như, để tôi vô lấy. Coi cái mặt thiết đứt ruột của bả kìa. Cũng quá đáng thiệt. Đồ gì anh hai cũng mang về cho bả hết trơn á. Nè cô Như, trời ơi, đẹp quá má. Hả? Đẹp thiệt, đẹp thiệt luôn á. Đây má, má đeo cho. Cài giùm con đi. Công nhận con đeo đẹp ghê á. Tìm kiếm bao nhiêu năm, vì sao lại mặc vô anh? Hiền nè. Ba, con ngồi đây chi vậy? Con thấy dì Tám đâu không? Dạ con. Qua nay ba không thấy gì đâu hết. Dạ con thấy gì ở trong kho hả ba? Mấy bữa rày dì không có đi ra ngoài. Bị bệnh hay sao? Dạ không, con có hỏi dì kêu là làm biếng ra ngoài. Ừ, con nhớ để ý dì nghe. Dạ. Mà nè, con nhớ nhà hả? Dạ không. Sao tự nhiên ba hỏi vậy? Thấy con buồn nên ba nghĩ vậy. Ba con với con Như có nói gì con cũng thấy kệ nghe. Chính bản thân ba là chủ gia đình, nhiều khi còn chịu không thấu. Con đừng có gì vậy mà nản lòng nghe. Dạ không có chuyện đó đâu ba, con chỉ buồn chút xíu rồi thôi à. Mà ổng rày sao con thấy đêm hay ra ngoài quá à. Có chuyện gì phải không ba?
Ừ. Ba hít thở không khí. Ở đồng với ma con, ba ngột ngạt quá. Với lại, ba cũng muốn xuống bè cá kiểm tra coi sao luôn. Dạ. Yeah. Em gửi. Ờ. Cảm ơn anh. Không có gì. Chào anh. Chào. Alo. Anh Đông hả? Em là Mén nè. Ngày mai anh em mình gặp nhau một chút nha. Mà có chuyện gì không vậy? Anh không nhớ lời má dặn gì hết trơn á. Em lên Sài Gòn là anh phải dẫn em đi chơi chứ. Tôi biết rồi. Vậy nha, ngày mai em gặp anh ở đâu? Hay là em chờ anh trước cảng nha. Nhưng mà nói nghe nè, ngày mai sau 10 giờ mới được đó. Nhưng mà em muốn ngắm bình minh ở trên cảng mà. 7 giờ em tới á. 7 giờ mà còn bình minh hả? Nói nghe, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Không ai cho phép người không có trách nhiệm vô cảng đâu. Ở đó mà ngắm. Ngày mai sau 10 giờ, còn nó thôi. Vậy nha. Vậy thì ngày mai 10 giờ em tới cũng được. Bye bye anh. Vợ. Thì cô nó muốn đi Sài Gòn chơi mà, tôi dẫn cô đi chứ sao. Trời ơi, mấy cái chỗ này có gì đâu chơi. Ngó qua ngó lại thấy hết mất tiêu cảnh rồi. Ê, qua đây chơi đi. Đi. Ê. Nè nè nè, vô đây chi vậy? Trời đất ơi, ở đây là trung tâm mua sắm sầm út nhất Sài Gòn, anh không biết hả? Tôi không có hứng với mấy chỗ này, với lại tôi không có thích vô đây đâu. Ê, em á nha, lần nào mà lên Sài Gòn em cũng ghé chỗ này đầu tiên. Mình phải để cho dân Sài Gòn nó nể mình chứ. Trời ơi, mình phải xài sao cho mình trở thành dân nhất nhì ở An Giang. Vậy à, như tiền quá, muốn xài gì xài, muốn mua gì mua phải không? Trời đất ơi, có tiền không xài để làm gì? Tiền nó đâu có đẻ ra tiền đâu. Nè, tiền đẻ ra tiền là cái chắc. Nhưng mà tiền bỏ vô mua sắm mấy cái thứ vô bổ này á, bao nhiêu cũng không đủ đâu. Mà đẹp đâu có đẻ ra đẹp. Mặc kệ anh, nhưng mà không có tiền á thì không có đẹp. Nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi. Nè nè nè, nhà quê thì đẹp theo kiểu nhà quê, vẫn hơn người tráng làm đẹp hoài mà không giống ai. Ê, ê. Mình. Vợ của anh đẹp cho nên mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Giống quá đi.
Trời ơi, trời ơi, anh thiệt là có con mắt nhìn luôn á. Cái đầm này nó đẹp hết sảy luôn. Chị ơi. Dạ. Cái này sao vậy chị? Dạ, cái này hả chị? Dạ, đây là mẫu mới nhất của Pháp mà công ty em mới nhập về đó chị. Chất liệu bằng sợi tơ tằm cao cấp. Chị sờ thử đi, chị sẽ thấy được sự mềm mại của nó. Thôi thôi thôi, khỏi cần phải nói. Đụng vô thôi là biết chất lượng như thế nào rồi. Trời ơi, thích quá. Anh, em mua cái này nha. Tùy, ở bên Pháp người ta còn nhập lụa Tân Châu làm thời trang cao cấp ở bển nữa đó. Không chừng mua lụa Tân Châu đó. Anh không biết gì hết trơn á. Bộ anh không thấy cái mác này nè, cái mác đồ hiệu nè, anh thấy không? Trời ơi, cái này nó đẹp quá trời luôn á. Mà em nói thiệt anh nha, cái đồ gì em mặc vô cũng đẹp hết trơn á, khỏi phải hỏi anh chi cho mất công. Tùy. Đẹp vậy ha. Cái này đẹp quá ha. Em mặc vô là đẹp lắm luôn á. Để em... Anh em ơi, ra nghỉ tay ăn cơm đi. Rồi rồi, nghỉ tay ăn cơm anh em ơi. Rồi, nghe rồi. Rồi, nghe rồi. À, Hai Khang, ông cũng xuống ăn cơm đi. Mà nè Hai Khang, vợ chồng ông cũng làm dữ quá ha. Cô Điển á, bụng bầu dạ chữa như vậy mà còn đi hái bông súng á, để mà bỏ món ngoài chợ nữa. Đâu có ông, vợ tôi lo miếng giường ở nhà không mà. Ủa, không lẽ con vợ tôi nhìn lộn, thấy cổ ngày nào cũng bỏ bông súng ngoài chợ hết á. Vợ ông gặp vợ tôi ở đâu? Gặp hồi nào? Hôm đại lại đi chợ Châu Đốc, thấy cô nào giống cô Điển lắm, cổ hay bỏ bông súng ngoài chợ. Chắc cũng tầm giờ này nè. Ủa, Hai Khang đi đâu vậy? Mày giỏi dữ hang, bữa nay được khá hang. Mày lựa cọng cỡ này là dễ giao nè con. Vậy á, con mới lấy được tiền của dì chứ. Hổm rài á, mấy dì mấy chị kia có chuyện nhà cũng ít người hái, nên con tranh thủ. Nè, mày đừng có liều mạng quá, bầu bì á, làm vừa vừa thôi, dưỡng sức nghe con. Dạ. Ừ, qua dì Hai lấy tiền đi. Dạ. Dạ. Điển, dừng sao? Nói nghe coi. Em tính đi hái bông mấy ngày, kiếm thêm chút đỉnh. Em coi anh là thằng chồng bất tài vô dụng hay sao? Để cho vợ dắt bụng bầu như vậy, phải đi làm những chuyện cực nhọc như vậy à? Không có. Tại em thấy anh cực quá nên... Em thấy anh cực? Anh thấy em á, coi anh không có ra gì á thì đúng hơn. Em xin lỗi mà. Hai à, con Điển nó cũng biết lỗi rồi con. Bớt giận đi con. Ngoài kệ tụi con đi. Hôm nay con phải nói cho xong chuyện này với vợ con mới được. Cho ngoại nói một câu rồi ngoại đi vô được không? Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, con Điển cũng chỉ muốn cho chồng bớt khổ thôi con à. Con đừng có nóng, để hai vợ chồng nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau được không? Thôi, ngoại nói bấy nhiêu đó thôi. Em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi. Em không còn thương anh nữa hả? Em thương anh lắm. Em thương anh nhất trên đời.
em không thương anh thì cũng phải thương con của tụi mình chứ. Anh không muốn con phải chịu cực khổ khi còn ở trong bụng. Tội nghiệp lắm, em có biết không? Em biết rồi. Mai mốt em sẽ nghe lời anh, không làm vậy nữa. Không có mai mốt, mà ngay liền bây giờ. Công việc kiếm tiền đó là của anh, sức anh đủ nuôi mẹ con em mà. Anh. Dạ, em nhớ rồi. Anh đừng có giận em nữa nha. Anh. Thôi nín đi. Dạ, con mời má. Xoài chi mà chua dữ vậy cả? Hèn, con mua xoài nãy đâu vậy? À, dạ, con mua của cô Tư ngồi cuối chợ má. Má nói con hoài à, con không hiểu sao Hiền. Lựa xoài á thì phải lựa trái vàng đều, mập mạp, rờ vào nó chắc tay, hoặc có chút thâm kim thì nó mới ngọt. Mua xoài chua như vậy, bộ con muốn má lỡ bao tử chết sớm không? Con xin lỗi má, mai mốt con sẽ chú ý hơn. Đầu óc toàn là để đâu không à? Dạ. Mà không hiểu sao con ở quê, cái gì con không biết hết trọi. Dạ, con sẽ cố gắng học hỏi thêm. Lần này thôi nha, má không phải nói để giỡn chơi cho vui đâu. Dạ. Dạ. Dạ, con xin phép má, chiều nay cho con về thăm má con một lát nha. Cái gì? Cái gì mà về nhà hoài vậy? Hôm bữa con mới về rồi mà. Từ bữa tới giờ cũng hơn một tháng rồi má. Con nghe nói má con mấy bữa nay không được khỏe. Không có chồng ở nhà, rồi muốn làm gì thì làm phải không? Con coi cái nhà này là chỗ ở nhờ phải không? Dạ con không dám đâu má. Thôi không có mắc con gì nữa hết. Cô thương má cô á thì về ở với bà đi. Tôi có máu mủ gì với cô đâu. Cô đâu có coi tôi ra gì là phải rồi. Làm gì dòm dữ vậy? Dòm cho lũng mặt tôi luôn đi. Bộ anh tính thu thuế cái nhìn hả? Ừ, tôi tính thuế đó. Cô có trả nổi tôi không? Hai đứa mày giỡn hoài à. Lo ăn đại đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Thằng chắc của ngoại nó nghe nó điếc cái lỗ tai kìa. Trời đất ơi. Bây giờ chắc của ngoại là hơn cháu ngoại rồi. Mai mốt chắc là con phải đánh lộn nhau với nó để giành ngoại quá à. Cái thằng chỉ được có cái cà rỡn không à. Điện, ăn thêm dạ. Đi con. Cho thằng chắc của ngoại nó khỏe mạnh nha. Ngoại cưng con quá à. Mai mốt con ăn quen á, sạc nghiệp luôn đó ngoại. Ừ, sạc nghiệp cũng được. Cháu của ngoại khỏe mạnh là được rồi. Thôi ngoại đủ rồi, ngoại không ăn nữa. Trời ơi, ngoại ăn có chút ép như vậy à. Mai mốt làm sao đủ sức ẩm chắc cho tụi con.
bay cứ xanh đi, cỡ nào tao cũng ẵm nổi hết á. Ngoại, đi ngoại ẵm con đi. Tao ẵm mày tới 3 tuổi chứ bộ. Bây giờ 30 tuổi rồi, phải bồng lợi ngoại chứ bộ. Vậy con bồng ngoại đi vô nha. Dạ mày. Ăn đi. Dạ. Nè. Gì vậy? Bộ thấy có lỗi với tôi hay sao mà làm gì hối lộ dữ vậy? Mai vợ chồng Út Hiền qua chơi đó, anh nghỉ một buổi được không? Vậy để mai anh nghỉ buổi chiều. Lâu rồi không gặp hai người, không biết lúc này sao rồi. Út Hiền ốm lắm mà không thấy nó cười gì hết. Chắc là ở bển hả, cơm nuốt không vô rồi. Anh đưa chén em bới thêm cho. Thôi, anh no rồi. À, ngày mai mấy giờ vợ chồng Út Hiền qua vậy? Hồi sáng á, em có gặp Út Hiền đi chợ, kêu là sáng qua nhà má nó, chiều tạt qua đây chút xíu rồi về. Tội con nhỏ, hai nhà nội ngoại xa có bao nhiêu đâu, mà cả tháng không về nổi được một lần. Ngày mai em nấu món gì ngon ngon để giữ hai vợ chồng Út Hiền lại nha. Dạ. Lâu lắm rồi tụi mình có nói chuyện được gì đâu. Em cũng tính nấu bánh bò, thốt nốt cho hai người đó ăn. Nghe đồ bữa nay anh hai mừng ăn dữ lắm nghe. Trời, dữ gì đâu. Mướn miếng vườn, trồng chút xíu cây cỏ, với vài thứ cây ăn trái thôi mà. Vậy mai mốt anh hai có tính làm thêm gì nữa không? Dành dụm thêm chút nữa, rồi tôi tính mở một cái tiệm tạp hóa cho điên điển bán. Chứ để cổ chạy đi chạy lại tôi thấy cực quá. Rồi mai mốt có thêm con mọn nữa, cho nên phải chuẩn bị từ bây giờ. Anh hai, em thấy anh tính vậy là được quá rồi. Mà công nhận hai người hay thiệt đó nha. Vợ chồng cậu cũng ráng lên á là có được liền chứ gì. À, bộ bữa rày cậu đi theo tàu riết hả? Dạ đúng, công việc mà anh. Em á phải ráng làm để mai mốt cho vợ con nó đỡ cực. Em học anh đó. Trời, cậu nói kỳ nghe, tôi có gì đâu học. Em nói thiệt, anh là một người chồng tốt nhất. Em thấy Điền Điển cứ hạnh phúc ra mặt là biết rồi. Mà này cậu, tôi thấy Út Hiền hình như... Mà thôi. Ba má cậu khỏe không? Chú Chính bữa nay còn có ý định mở thêm bè cá không? Dạ, anh biết không, ba em mới tậu mảnh đất kế bên nhà chú Bị Đờn đó. À, thiệt tình mà ổng tối ngày cứ nhắc anh hoài à. Ổng nói uổng quá, phải làm chi có thằng Hai Khang nó ở lại đây giúp mình á thì hay biết mấy. Chú Chính thương nên mới nói vậy. À, còn cô Mén sao lúc này không thấy? Thôi, đừng có nhắc tới nữa. Chắc về Long Xuyên rồi, vài bữa nữa cũng tự mò lên thôi à. Mà bộ gia đình cậu tính nhận cổ làm con nuôi thiệt hả? Làm gì có, chỉ có má em với con Như nhận thôi chứ có ai đâu. Mà em thấy phiền muốn chết. Cậu. Còn mấy tháng nữa sanh, có ngày dự sanh chưa? Chắc cỡ tháng 10 Tây à. Ừ, nhanh thiệt ha. Vợ chồng mày tính sao? Sanh rồi ở nhà làm bánh bỏ mối luôn hả? Đâu có, chắc là vợ chồng tao mở tiệm tạp hóa. Ảnh đi làm ở nhà máy xây xác, tao mở tiệm bán hàng giữ con, coi ngoại cho tiền. Mày coi ngoại hay là hả ngoại coi lại con của mày đó. Nói chứ tính vậy cũng được, tối về tao mừng thêm mấy thứ bỏ mối cũng được đó. Mà tao nói nha, mày ham làm quá, làm nhiều không sợ đứa nhỏ cực từ trong bụng hả? Mày nói y chang chồng tao á, ảnh kêu tao á không muốn cho con cực khổ trước khi ra đời kìa. Trùng hợp suy nghĩ thôi.
trùng hợp ý tưởng thôi nha. Đừng có trùng hợp thứ khác là được rồi. Trùng hợp thứ khác? Thứ khác là gì bà? Ai biết đâu. Con người có đôi khi có những thứ trùng hợp khó hiểu lắm. Trời ơi, bữa nay mày ăn cái giống gì mà nói chuyện xa như là lên trời làm từ thiện vậy? Có đứa bị tao gạt, sợ xanh mặt kìa. Tao muốn nói á, sau này á, mày với anh hai đặt tên con á, thì đừng có trùng nhau biết chưa. Đúng là... Đúng là cái gì? Nghĩ không ra hả? Hỏi con tao nè. Đó, anh hai thấy chưa? Hai người này mà sáp vô một cái là tưng bừng liền à. Ôi trời. Dữ ác không? Biết bao nhiêu năm mày mới về quê một lần nghe. Ông làm gì vậy? Quay lại làm tôi hết hồn mà. Vậy hả? Tôi về thăm ông bà ngoại, thăm hai vị để nhắc hoài à, mà bận quá về không được. Hôm bữa tôi gặp bà ngoại ông đi xay lúa, mà nói hả, ông dạo này ham tiền, bỏ quê bỏ ngoại, ở hẳn trên thành phố luôn rồi. Bà ngoại tôi còn nói lần này tôi không về là tự mặt tôi luôn. Tôi sợ mất gia phả nên tôi tức tốc về liền nè. Trời trời, cách có mấy trăm cây số mà ông làm như mấy ngàn cây vậy á. Nửa năm mới ghé nhà một lần. Ông thiệt tệ à. Ông biết không, tôi cũng muốn về lắm, nhưng mà thiệt tình công việc ở bệnh viện tôi bù đầu bù cổ, không có thời gian. Lần này về thiệt ra cũng kết hợp chút công việc, và còn là nhân viên chuyển hàng, chuyển quà của Mạnh Đông cho cô Út Hiền nè. Ủa, Mạnh Đông gửi đồ cho Út Hiền hả? Ờ. Mà ông biết nhà chú Chính Be chưa? Thì đang tính gặp ai để hỏi nè. Ông Mạnh Đông còn hứa lần này về đưa quà sẽ giới thiệu cô em gái cho tôi. Coi bộ muốn làm anh hai tôi thiệt rồi. Ê, ông thấy con gái nhà Chính Be sao? Thì ông đã về tới đây rồi, có việc gì đâu mà phải băn khoăn nữa. Cứ tới đi là biết thôi. Nhà chú Chính ở ngoài lộ lớn nè. Thôi lên đi, tôi cho ông bỏ gian ra tới ngã ba. Ê hả? Mà nè, hồi trước á, tôi nghe nói là ông làm ở bè chú Chính đúng không? Ừ. Tôi nghỉ ở bển lâu rồi, làm nhà máy xay lúa cũng được hơn năm nay rồi. Ờ, mà ông có chịu về quê đâu mà biết. Giờ tôi về rồi nè, lần này về á, hai đứa mình phải uống với nhau một trận cho say mút mùa luôn nghe. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó. Chị Hiền ơi! Chị Hiền! Ủa, anh Thiện? Anh đang còn lo không biết là có phải nhà này không. Thấy em là biết chắc chắn là mình vô trúng phốc rồi. Anh mới về phải không? Rồi nãy chơi được lâu không? Anh mới về hồi sáng này thôi, tính ghé em chơi chút, ngày mốt anh lên Sài Gòn lại. Dạ. Sao thấy em ốm hơn nhiều so với bữa trước đó nghe. Sức khỏe em có gì không? Em có bệnh hoạn gì không? Dạ, làm gì có. Em cũng khỏe bình thường thôi hả? Mà chắc mệnh thì vô nhà chơi đi. Em kỳ quá, để anh đứng ngoài đầy hoài à. Dạ chào chú. Chào cậu. Nếu như mà tôi nhớ không lầm á, hình như cậu là con của anh Sáu Hùng phải không? Dạ. Chú có biết ba con hả? Trời ơi, hồi cảm còn mà... nhỏ tôi với ba của cậu là bạn mà. Dạ. Vừa thấy cậu là tôi nhận ra liền à. Chàng ơi, cậu giống ảnh y như đúc luôn á. Dạ.
Dạ, con mời ba với anh uống nước. Con cảm ơn. Dạ. Uống nước đi cậu. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con mời chú. Dạ. Biết sao không? Cả cái xứ này á, ai lại không biết con của anh Sáu Hùng làm bác sĩ. Trời ơi, làm bác sĩ ở bệnh viện lớn trên Sài Gòn. Dạ. Nè, ba má cậu vẫn mạnh giỏi hả? Dạ, con cảm ơn chú. Ba má con vẫn mạnh. Chú, con thấy bè cá nhà chú lớn quá chừng. Chú còn tính mở rộng thêm nữa sao chú? Thì cũng tính vậy đó. Mà không biết ông trời ông có giúp không. Thôi cũng ráng mần hết sức đi. Sẵn có công việc cho bà con trong xứ mình làm. Dạ. Cậu Đông không theo nghề của chú hen. Được đi đây đi đó như cậu cũng hay. Có điều, có mấy khi được về thăm nhà. Trời ơi, cái thằng quỷ đó nó thích ngao du thì nó cứ đi cho đã. Tôi không có cấm cản. Tuổi trẻ của mấy cậu mà hả? Chú chính hiểu tâm lý tụi con ghê ha. Uống nước đi cậu. Dạ. Cô Hiền nè. Đông có gửi ít quà cho gia đình. Của ai á thì có ghi tên trên đó hết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Lấy đi con. Dạ. Uống nước cậu, uống nước đi cậu. Dạ. Anh. Hả? Anh là bạn anh Hai phải không? Anh là bác sĩ trên Sài Gòn đúng không? Thấy anh là em biết liền à. Cô là... Dạ. Con gặp anh lần nào chưa vậy? Đó là em gái của thằng Đông đó. Vợ chồng tôi có hai đứa nó hà. Dạ. Chào cô ba. Khỏi gọi cô này cô kia cho mắc công. Em tên Như. Anh tên Thiện phải không? Em có nghe anh Hai nói nhiều về anh rồi nha. Tôi... Anh, bữa nay á, anh ở đây ăn cơm với nhà em nha. Rồi mai á, anh có muốn đi đâu á, em đưa anh đi chơi nha. Ở đây á, có nhiều chỗ hay lắm. Anh Hai về á, lần nào cũng nhắc tới anh hết trơn á. Thôi mày, mày lộn xộn quá. Để ba nói chuyện với anh chút coi. Uống đi. Dạ. Cái miệng làm khổ lấy cái thân. Dì, con đang bực mình nha. Dì nói nữa con. Hấp tấp tườm tớp không có tốt đâu. Không có hay đâu. Ủa, vậy là anh đã gặp anh Hai rồi đúng không? Hèn chi anh mới tìm được tới đây dễ vậy. Dù có không hỏi được hay khang, nhà em bự như vậy, lý do gì không hỏi thăm được chứ. Anh chọc quê em không à? Anh mà về chắc bà ngoại vui lắm phải không? Nếu mà anh chịu khó dẫn thêm một cô nữa về, ông bà ngoại còn vui hơn nhiều đó. Anh cũng tính như vậy đó. Nhưng kiếm ai ở quê mình có phải hay hơn không? Đâu phải đi đâu mà xa xôi chứ. Chồng em á, có kêu anh đưa cho em cái này. Cái gì vậy anh? Anh thấy á, chồng em chu đáo quá nghe. Lo cho em từng chút. Em mở ra coi đi, anh không nhìn lén đâu. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ anh về hay còn đi đâu nữa không? Anh về nhà. Rồi chiều tính qua Hai Khang nhậu nè. Em rảnh không? Qua chơi với tụi anh. Hôm bữa em với anh Đông cũng mới qua chơi rồi. Mà chiều nay thì nhà em có công chuyện, em không qua được. Vậy thì để bữa khác. Anh đang tính về coi coi có còn loại cây chữa bệnh ngứa cho con nít không.
kiếm trên Sài Gòn hoài mà không có. Có phải loại cây mà giống cúc lá nhỏ? Nếu đúng á, là ở trong vườn gần bè cá của ba em có đó. Vậy là hay quá rồi. À, ngày mai anh qua, em dẫn anh tới đó coi nghe. Bây giờ anh phải về ăn cơm với ông bà ngoại. Không thôi á, bị giận cho coi. Dạ, vậy thôi anh về. Anh về nghe. Dạ, em chào anh. Chị hai. Gì cô? Anh Thiện hôm nay tới nhà mình á. Anh làm ở đâu vậy? À, nghe anh Đông nói là làm ở trên bệnh viện Sài Gòn á. Cái đó thì tôi biết rồi. À, ý em hỏi là bệnh viện nào mới được á? Hôm bữa anh có nói mà chị quên mất tiêu rồi. Hình như bệnh viện tư nhân lớn nhất về Sài Gòn hay sao á. À, tánh ảnh sao chị? Chị mới gặp có vài lần thôi, không có nói chuyện nhiều nên cũng không hiểu lắm. Thì chị cứ nói nghe thử coi, tôi có bắt gì kể rõ ràng đâu. À, thì chị thấy anh Thiện cũng hiền lành, dễ mến, hòa đồng. Khi nào á ảnh mà qua đi nữa, chị nói giùm tôi tốt tốt vô nha. Ừ, anh nói là ngày mai anh sẽ qua bè cá nhà mình để kiếm lá cây chữa bệnh á. Vậy hả? Ừ. Hay bữa nào á chị dẫn tôi qua nhà ảnh thử coi sao, sẵn lúc ảnh đang còn ở nhà nè. Ủa, cô tính xuống nhà ảnh chi vậy? Chị ngây thơ thiệt hay giỡn? Phải xuống coi nhà cửa ảnh làm sao, coi có hạt với nhà mình không chứ. Ảnh mà biết chắc anh không thích đâu. Chị biết tánh ảnh vậy á, sao không nói sớm với tôi, giấu giấu hoài. Bực mình. Chị Tám, tôi nói chị nghe, từ hồi anh Tám đi đến giờ cũng mấy chục năm rồi. Nghĩ lại tôi còn giận tôi dữ lắm. Mặc mơ chi kêu anh chị về gấp rồi để anh phải gặp đại nạn. Chắc chị cũng giận tôi dữ lắm mà. Ai đời lại để tai nạn như vậy? Tôi xin nhận lỗi. Lỗi tất cả là do tôi. Hồi đó mới mở bè cá, cái gì cũng sơ sài, cũng gan ghép hết, là lỗi của tôi. Tại cái số, cái số vậy. Thank you.
Chị không cần phải đổ thừa cái số này cái số kia đâu. Tôi biết chị giận, chị đau đớn, mà chính tôi cũng giận tôi. Tôi cũng đau đớn chứ. Phải chết. Phải chết. Thời gian quay ngược trở lại rồi. Phải chi? Để tiếc thì nhiều lắm.